Hello mọi người. Em kéo quạt ra chép đây chị, không nóng lắm. Chị mặc áo dạ ấy. Còn Tâm Đan, mày làm hỏng cái đèn này rồi đúng không Tâm Đan? Phát không ai xem à? Hello mọi người. Hả? Đi rồi à? Đi rồi thì vỡ mồm. Ôi, chị bảo không có chỗ mà đứng nữa cơ. Khổ không? Bỏ cái này ra mà có chỗ đứng. Đứng ở đây. Hello mọi người. Hello mọi người. Chị bầu mẹ. Mình bầu được 4 tháng rồi, gần 4 tháng rồi mọi người ạ. Nó chưa phát ra thôi. Tầm 7-8 tháng bắt đầu nó mới phát ra chứ. Mới bầu rồi thì ăn thua gì. May chưa bị phát lên mặt, chỉ bị mít mụn. Hello mọi người. Mọi người nhá, chia sẻ giùm em vào 10, vào hôm nay là chia sẻ vào 10 group nhá. Để săn áo dạ giá 99.000. Ok chưa ạ? Toàn bộ đều là hàng dạ Quảng Châu. Mọi người có thể khi nhận hàng ấy, khi nhận hàng thì xem giá ở trên này. Đây 699 tệ, tức là nó rơi vào tầm 2,5 triệu. 699 tệ nhá. Đây nói chung là toàn 4, 500, 600 tệ hôm nay sale hết luôn nhá. Đó, nó rơi vào 2,5 triệu, 2,446,000. Mọi người xe lít đi, xe vào 10 nhóm để mua áo dạ với giá 99.000 nhá. Xe lít vào 10 nhóm em sẽ tặng. Em sẽ tặng cho mấy chị nhà, tặng 3 chị đi nhá. Tặng 3 chị, mỗi chị một suất mua áo dạ với giá 99.000. Toàn bộ là dạ Quảng Châu New nhá. Dạ này có size ạ. Có size nhá mọi người nhá, S, M, L, XL, 2XL. Nhưng mà chủ yếu là em chỉ lấy về những, em chỉ ôm lô sale của S, M, L, XL thôi. 2XL thì ít, có nhưng mà ít. 2XL có nhưng mà ít nhá. Người em là mặc size M chuẩn để cho mọi người dễ chọn này. Mọi người xe lít giùm em ạ, với cả em đang bầu nên nhiều mẫu ra em mặc lên sẽ không ok lắm. Mọi người xe lít đi ạ. Những chị nào nhanh tay xe nhiều nhất nhá. Và hôm nay chị nào xe nhiều nhất có size lớn 70 cân chị ơi. Bên chị đang tuyển nhân viên ấy, Huyền Peppy ơi. Em cảm ơn chị Cẩm Linh, thank you chị yêu này, thank you chị Cẩm Linh. Đợt này chị Hằng Nga Luyện ơi, rất nhiều con chị vừa luôn. Đợt này có cả dạ cổ lông nhá, những con lông thật, tức là lông cổ lông, lông thật ý. Em cũng sale hết cho mọi người luôn. Màu hôm nay cứ bằng vàng nhỉ. Ở ngoài đẹp hơn. Xe 10 nhóm nhá. Mọi người xe lít ghim hộ ghim một chị ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi ạ. Sau đó chị em mình sẽ chơi mini game nhá. Chơi mini game để giành suất dạ, suất mua áo dạ với giá 99.000. Để giành suất mua áo dạ với giá 99.000 nhá. Lại tối, đúng vào đấy lại tối. Bán cho em nhá. Ngô Thảo lấy gì? Chị tuyển tất cả các ca luôn em nhá. Ca chiều, ca tối là nhân viên bán hàng, nhân viên chốt đơn. Chị tuyển cả ngày và tuyển ca tối nhá. Ok rồi đấy, ánh sáng ok rồi. Mọi người chia sẻ nhanh tay cho em nào. Chia sẻ nhanh tay cho em nhá. View lên 250 người thôi. View lên, em ơi chia sẻ nhá. View, ui dồi, có 93 lượt chia sẻ, không ăn thua. Bình thường toàn 1k lượt chia sẻ cơ mà, 1.000 lượt cơ mà. Size S 50 cân đổ, size S 50 cân đổ về. Size M khoảng 50-51 cân. Nói chung là dạ nhà em đều nhập là form suông, form Hàn Quốc nên mọi người dễ mặc vô cùng luôn. Dễ mặc vô cùng luôn nhá. Người gầy, người béo, người to, người nhỏ mặc được hết. Bởi vì là cái form suông thì về xong mọi người còn mặc len bên trong ấy. Cái
Mọi người xem clip đi ạ. Cái dạ new này bán xỉ từ 50 trước nhá. Bởi vì thực ra là cái dạ này ôm sale không phải lúc nào cũng có lô đẹp đâu ạ. Nhà mình cũng phải lấy số lượng nhiều mới có cái giá này, chứ không phải là tự dưng lại có cái giá này cho mọi người nhá. Không phải tự dưng có cái giá này cho mọi người đâu ạ. Các chị chia sẻ đi ạ, các chị có thể nhân giá tệ nhá. Nhận dạ nhà em này có những cái nó in thẳng giá lên trên mác luôn. Có những cái nó 400-500 tệ, nó rơi vào tầm gần 2 triệu. Mà sale còn có, em chỉ bán giá khoảng 500 đổ về thôi. Là quá rẻ cho mọi người luôn. Em khẳng định luôn, những chị nào nhận dạ nhà em rồi thì comment chất lượng vào đây của em cái. Mà chẳng phải cần dạ đâu, tất cả mặt hàng nhà em, mẫu nào, hàng nào em cũng lấy kiểu hàng rẻ đẹp cho mọi người nhá. Ngoài ra hôm nay có một mặt hàng mới, đó là dạ lông, dạ cổ lông, cái cổ lông tháo được. Và cái cổ lông đấy đặc điểm là nó có cả lông thật. Chị nào mà mua được con lông thật thì thật sự là nhân giá mác toàn 5-7 triệu là chuyện bình thường nha mọi người nhá. Quá đẹp luôn, em nói thật. Bởi vì bản riêng bản thân em lấy về giữ phải gần chục chiếc để mặc. Bởi vì nó đẹp quá, bình thường đi ra ngoài mua mấy cái dạng này toàn tiền, tức là ít nhất là rẻ bèo nhất cũng phải hơn 1 triệu bạc rồi. Chả tội gì mà không mua cả mọi người nhá. Các chị cứ test chất thoải mái cho em này. Test chất thoải mái giùm em nhá. Kiểm tra chất thoải mái, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Tại sao mới có 200 lượt chia sẻ, mọi người chia sẻ mạnh tay lên nào. Những chị vào sau nhanh tay chia sẻ vào 10 nhóm. Em sẽ tặng cho 3 chị suất mua áo dạ giá 99.000. Chọn bất kỳ luôn nhá, không phải là cần thiết là cái áo em đang mặc. Mà các chị sẽ được chọn bất kỳ luôn ạ. Tức là trong live stream này các chị mua bất kỳ một cái áo dạ nào đều được mua với giá 99.000 nhá. Tức là khi các chị đã trúng game bên em thì tất cả những cái áo dạ trong live stream này, nhưng mà chỉ áp dụng cho một chiếc thôi, chứ chị mua 2 chiếc không thể tính giá 99.000 được nhá mọi nhá, mọi người nhá. Tức là mọi người sẽ được tặng, với cả em không ấn định mẫu. Bởi vì sao? Có những mẫu em thích nhưng mà các chị không thích, thế nên là cho mọi người chọn thoải mái luôn. Một khi chị nào đã trúng game nhá, chị nào mà trúng game thì thoải mái chọn cho em nhá. Thì thoải mái luôn, chọn thoải mái cho em nhá. Ok chưa? Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Đủ view chưa? Lên tiếp cho em đi. Nào ok, nhanh tay nào. Những chị đã vào sau thì nhanh tay chia sẻ live stream vào 10 nhóm nhá. Để mua những chiếc dạ như em mặc với giá 99.000. Mà đều là hàng mới nhá, hàng new. Hàng new cho em này, đây ạ. Hàng new nhá, đầy đủ ta mát thử cho em này. Các chị check thoải mái luôn. Check giá trên tab thoải mái luôn này. Nhưng ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ cho em đi ạ. Những chị nào đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ giùm em nhá. Những ai đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ đi ạ. Những ai đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ giùm em này. Những ai đã chia sẻ thì comment là đã chia sẻ. Ok, sao cứ tụt view thế, 27 lại xuống 24. Nào comment nhanh tay, chia sẻ nhanh tay cho em này. Em mới viết số chị ơi. Thể lệ chơi vẫn như mọi khi nhá. Suất đầu tiên. Ok, chị đoán đúng đầu tiên, em sẽ dành tặng suất mua áo dạ với giá 99.000 cộng free ship. Chị đầu tiên sẽ tặng suất mua áo dạ giá 99.000 cộng free ship nhá. Ok chưa? Bác có chị một cái dạ nâu ấy. Chị đầu tiên em sẽ tặng suất. Đây. Chị đầu tiên em sẽ tặng cái này còn đúng một cái này, mặc nốt bán nốt. Chị đầu tiên em sẽ tặng một suất mua áo dạ với giá là 99.000. Đây size gì đấy? Ồ, size to. Size to với chị. Chị đầu tiên sẽ tặng suất mua áo dạ với giá 99.000 cộng free ship nhá. Chị đầu tiên em sẽ tặng suất mua áo dạ giá 9 cho chị mượn cái áo của chị trên kia. Áo nâu ấy. Thì bán cái size này, giống mẫu của chị mà. Đây. Chị đầu tiên em sẽ tặng suất mua áo dạ giá 99.000 cộng free ship luôn. Còn những chị, hai chị sau hay sẽ tặng mỗi suất mua áo dạ giá 99.000 và vẫn là chịu ship nha mọi người nhá. Nhưng mà ship chỉ 30 đến 35.000 thôi. Đấy là cái ưu tiên cho chị mua đầu tiên. Ok, à chị trúng game đầu tiên được không ạ? Rồi ok nhá, đưa. Rồi ok, em đã viết con số may mắn rồi nhá. Em đã viết con số may mắn của ngày hôm nay này. Em sẽ cho mọi người gợi ý. Em sẽ cho mọi người gợi ý về con số may mắn của ngày hôm nay này. Gợi ý như sau. Đây là một con số có hai chữ số nhỏ hơn 70. Ok chưa? Đây là số có hai chữ số nhỏ hơn 70. Để xem chị nào là người comment nhanh nhất và đúng nhất cho mọi người nhá. Hôm nay có cả dạ ngắn đó, chị Trần Ngọc Uyên, Uyên Phương ơi. Ok mọi người comment cho em nhé, tụt view quá.
Rồi ok, bắt đầu mọi người comment đoán số cho em đi ạ. Đây là con số có hai chữ số nhỏ hơn 70. Nhỏ hơn 70 nhá mọi người nhá. Nhanh nhanh, mọi người comment nhanh tay cho em nào, để chọn ra người may mắn của ngày hôm nay nhá. Ok, em sẽ mở hai máy đọc để đỡ bị ẩn comment này. Đỡ bị ẩn comment, em ơi chia sẻ đi. Để đỡ bị ẩn comment, ít bình luận nhá. Chị Đào Lít 69 sai, chị Út Cưng 67 sai. Những chị em đọc tên là những chị em nhìn thấy comment nhá. Những chị vào sau mà chưa kịp để em nhìn thấy comment nhá, thì các chị vui lòng chia sẻ, tăng tương tác. Tăng tương tác để em nhìn thấy mọi người nhá. Bởi vì nhiều khi comment nó sẽ bị ẩn đấy ạ. Nhiều khi comment thiệt. Em ơi em ra ấn vào màn hình cho chị ơi, nó bị tối. Chị đứng gần vậy nó cũng bị tối ấy. Chị Hoa Hin 13, 14 đều sai. Chị Thùy Trang 45. Còn đi ơi đừng động vào màn hình của chị bảo bấm vào màn hình thôi mà. Bấm màn hình cho nó sáng lên một tí. Đấy cứ đi ra nó lại bị tối. Rồi ok, không cần comment số điện thoại đâu. Chị Hương Thái nhá, 66 sai ạ. Chị Hằng Nga Luyện 25 sai. Em có thấy chị Dương Quế Lâm này. Chị Vân Tít ơi, chị Vân Tít 56 sai cho em nhá. Chị Thùy Trang 69 sai. Chị Xuyên Thuy 66 sai. Chị Thùy Trang 49 sai này. Những chị vào sau nhanh tay comment, em nói thật luôn, đồ ngoài màu đẹp hơn nhiều. Em không hiểu hôm nay cam làm sao cứ tối tối, em mới xem còn bóng đèn nữa. Cam hôm nay là cứ tối tối thế nào ấy, nhìn đồ nó cứ bị màu chỉ xỉn đi, khó chịu thế. Chị Hoa In 70 sai, chị Thảo Tén 62 sai, Hiền Hồ 12 sai, Nguyễn Hiền 58 sai, Nguyễn Hiền 61 sai tiếp. Chị Thùy Dương 26 sai. Chị ơi chị Thùy Dương 09 sai này. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Chia sẻ mạnh tay lên cho em và đừng quên. Ui em ơi cái quạt nữa, bỏ quạt ra. Nó cứ bị rung vào điện thoại luôn. Các chị nhá, xem lắp thêm vào đây mà có sáng hơn không. Chị Dương Ngọc Bích 20-23 sai. Chị Hương Thái 33 sai này. Nhanh tay comment và chia sẻ cho em nhá. Em sẽ ngồi đây để đọc comment của mọi người cho dễ này. Chị Vân Tít số 10 sai. Chị Như Quỳnh Đoàn. Em có thấy chị Dương Ngọc Bích này, Dương Như, chị Như Quỳnh Đoàn 68 sai. Sao không thấy gì nữa, sao thế? Máy bị sao ạ? Đây chị Thiên Hương đây. Hôm qua ship ấy kể cho em nhưng bị thiếu dây buộc. Em đang đi tìm chị đây. Thừa một cái dây buộc đang để ở trên giường. Em ơi em inbox chị đi nhá, Thiên Hương nhá. Thiên Hương đấy, em tìm lên nào nhỉ? Thiên Hương. Chị ơi bóng vàng được không? Bóng vàng nó càng vàng ấy. Thôi bỏ đi. Cua, chị Cua Cái 42 sai, chị Dung Nguyễn 40 sai nhá. Các chị ơi, dạ nhà em đều là dạ new Quảng Châu toàn bộ, nguyên ta nguyên mác nhá mọi người. Mi ơi Mi, em ngồi lưới khác đi, em cho cái quả đây chị cái, chị nóng kinh khủng luôn, dạ dày. Chị Hoa Hin 49 sai, chị Dung Nguyễn 38 sai đó. Những chị em đọc tên là em nhìn thấy comment nhá. Còn những chị sau, những chị comment sau đó nếu em không đọc được comment nhá, thì các chị vui lòng chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Chia sẻ càng nhiều view cho em nhá. Em càng tặng nhiều áo dạ luôn. Những cái áo dạ Quảng Châu nhân giá mát toàn 2 triệu mà em bán cho các chị giá 99.000 thì các chị thấy như nào ạ? Quá là rẻ đúng không ạ? Ok nhưng mà chỉ dành cho 3 chị may mắn nhất thôi. Chứ bán ra đấy chắc nhà em đi ra đê ở hết mất đúng không ạ? Rồi ok nhá mọi người nhá. Chị Dung Nguyễn 39 sai nhá. Chị Vân Tít 34 sai ạ. Nào mọi người comment nhanh mạnh tay lên cho em là tại sao em chỉ thấy có từng này người nhở, mà đang có hơn 200 người xem, 260 người xem, mà tại sao lại chỉ thấy có từng này người chơi game, chẳng nhẽ mọi người không thèm chơi game luôn à. Chị Thùy Dung ơi, nhỏ hơn, đây là một con số nhỏ hơn 70 thôi ạ. Đây là một con số nhỏ hơn 70 thôi nhá mọi người nhá. Chị Dương Ngọc Bích 54 sai, đẩy view cho em lên 280 người. Em cho tiếp một gợi ý này. Đây là một con số nhỏ hơn 70 nhá. Đây là một con số nhỏ hơn 70, ok chưa ạ? Chị Như Quỳnh Đoàn 19 sai. Chị Như Quỳnh Đoàn nhá. Chị Nguyễn Bích 57 sai. Chị Nguyễn Bích tiếp 62 sai này chị ơi. Rồi ok mọi người ơi, em sẽ cho gợi ý này. Đây là một con số chẵn nhá. Đây là một con số chẵn cho em này. Em có thấy chị Nguyễn Diệu Linh nhá. Đây là một con số chẵn này. Đồng thời những chị nào mà đã nhận dạ của nhà em thì cho em feedback vào trong cái live stream này nhá. Có thấy thất tiên nữ này, chị Yến Phạm 23 sai này. Em sẽ cho gợi ý luôn, đây là một con số chẵn nhá cả nhà nhá. Đây là một con số chẵn cho em ạ. Đây là một con số chẵn, quay buổi tối đông hơn đúng không? Quay buổi tối đông thật sự. Gần hơn 500 ấy.
quay buổi tối đông hơn. Buổi trưa này mọi người đi đâu hết không biết. Hôm nay mọi người đang bận đi chơi. Chị Út Cưng 20 size, chị Lê Minh 68 size nhá. Nên là chị Mai Vũ 68 cũng sai luôn. Nào các chị ơi, đừng comment những số như là 49, 47, 37 nữa. Những số đấy đều sai hết, em đã cho gợi ý rồi. Số nhỏ hơn 70 và là một con số lẻ, à là một con số chẵn. Nhỏ hơn 70 và là một con số chẵn cho em này. Chị Thùy Trang 40 size, Thủy Bim Bim 70, 72 size nhá chị nhá. Có áo dạ có mũ luôn chị ơi, có áo dạ có mũ luôn này. Ok chưa? Chị Hương Mơ 88 size rồi, ok, đã có một chị comment đúng này. Đã có một chị comment đúng, view nó cứ bị làm sao. Em ơi, camera bị mờ không? Mạng mà kém là nó cũng bị đẩy view linh tinh ấy. Rồi ok, đã có một chị comment đúng này. Em xin công bố con số may mắn ngày hôm nay nhá. Là số 52. Ôi bị ngược rồi. Camera em quay bị ngược. Đây này, số 5 và số 2. Quay cái cam, đây là cái cam trước nhá. Nó bị ngược này. Xin chúc mừng chị Nguyễn Bích nhá. Chị Nguyễn Bích ơi, chị chụp lại màn hình đủ 10 lượt chia sẻ cho em. Chị chụp lại màn hình đủ 10 lượt chia sẻ cho em này, chị sẽ nhận được một suất mua áo dạ giá 99.000 cộng free ship. Tức là chị mua một cái áo dạ chỉ 99.000 thôi và không mất bất kỳ một phí ship nào nhá chị nhá. Không bất kỳ thêm một, không mất mất bất kỳ nhá. Còn ok, bây giờ là mini game dành cho những bạn vào sau này, nhưng vẫn phải chia sẻ đủ 10 nhóm nhá. Bây giờ sẽ là mini game. Bây giờ mọi người comment giùm em, nhanh tay comment này, nghe em đọc cho kỹ và comment thật nhanh. Hai chị comment đầu tiên nhanh nhất em tặng tiếp hai suất mua áo dạ giá 99.000, toàn bộ là dạ new nguyên tang nhá, chứ không phải dạ hàng thùng hay gì cả. Nói chung là đây là dạ new nguyên đầy đủ tang mác luôn, mọi người có thể nhân giá tệ thoải mái luôn cho em nhá. Rồi ok, bây giờ mọi người comment dùm em mua áo dạ 99k kèm số điện thoại. Mua áo dạ 99k chị ơi, cái chị trúng game inbox lại cho bên em luôn nhá. Chị Nguyễn Bích nhá, inbox lại luôn cho em với ạ. Chụp màn hình với inbox luôn cho em này, không bị nhầm này. Ok, comment dùm em nhá. Bây giờ các chị comment dùm em mua áo dạ 99k kèm số điện thoại. Mua áo dạ 99k kèm số điện thoại nhá. Mua áo dạ 99k kèm số điện thoại. Dạ này đầy đủ size nhá mọi người. Nhưng mà tùy mẫu nó mới còn đủ size thôi. Có những mẫu nó chỉ có lẻ lẻ 1-2 size thôi. Nên là ai chốt nhanh thì sẽ được. Ok mọi người ơi, mua áo dạ 99k kèm số điện thoại đi ạ. Tức là sao, nhà em tặng voucher mua áo dạ giá 99.000. Các chị ơi đừng chấm nữa, chấm là sẽ bị spam. Nhà em tặng voucher mua áo dạ giá 99.000 cho các chị mua bất kỳ một cái áo dạ là trong cái live stream này, chứ không ấn định cho mọi người là một cái nào cả. Bởi vì có thể là mọi người sẽ không thích cái mẫu đó đúng không ạ? Đó nên là nhà em sẽ tặng các chị mua bất kỳ trong live stream này đều được giá 99.000. Bất kỳ với giá trị nào cũng được 99.000 luôn nhá. Ok, mua áo dạ 99k nào. Đừng có hỏi có thấy em không nữa. Tất nhiên là những ai tương tác nhiều thì nó sẽ hiển thị lên live stream của bọn em rồi ạ. Ok chưa ạ? Hãy comment là mua áo dạ 99k đi. Sao không nhảy comment? Cho chị chai nước ấy. Mua áo dạ 99k. Mua áo dạ 99k nhá. Rồi ok. Ok, xin em xin chúc mừng chị đầu tiên là chị Nguyễn Huệ không giấu. Chị Nguyễn Huệ không giấu cắt lại màn hình này đủ 10 lượt nhóm cho em và đừng xóa bất kỳ một lượt chia sẻ nào. Hôm qua có một chị trúng suất áo dạ rồi, xóa lượt chia sẻ bên em kiểm tra không đủ nữa nên là sẽ không được tính đâu ạ. Các chị chụp lại màn hình nhưng bên em vẫn có kiểm tra vì nhà em có phần mềm nhá. Nên là đừng có xóa nhá mọi người nhá, chẳng tội gì xe cho em rồi sao lại phải xóa các chị ơi. Ok, chị Nguyễn Huệ này. Ok, xin chúc mừng chị Huyền Lê. Chị Huyền Lê đầy đủ dấu avatar có một em bé trai thì phải. Chị Huyền Lê nhá, ok chưa ạ? Chụp lại màn hình cho em đi và inbox luôn nhá. Inbox luôn cho em đi này. Nếu mà sau 5 phút các chị không inbox là em sẽ tặng suất mua áo dạ những cái như em đang mặc giá 99.000 cho người khác đi ạ. Các chị inbox cho em nhá. Inbox ngay cho em và cắt lại màn hình. Nếu mà sau khoảng 5 phút không thấy inbox bên em sẽ tặng lại cho người khác. Ok chưa? Rồi ok mọi người ơi, bây giờ thế này nhá. Cái dạng như chị mà còn mẫu size này thôi đúng không? Size XL thôi đúng không? Ok, bây giờ em sẽ lên mẫu dạ như em vừa mặc đây, em thử size XL nhá, bởi vì size M đang hết mất rồi. Ôi, thử cái màu đỏ có 2-3 size. Ok, bây giờ em sẽ lên mẫu dạ đầu tiên này đây cho mọi người coi nhá. Mọi người nhân cho em đi ạ, 699 tệ. Ok chưa ạ? Đây ạ. Đây nhá, áo dạ nguyên tắc đây là hàng hạ dàn của Trung Quốc.
nên là mới có cái giá này thôi ạ. Đây ạ, 699 tệ nhá mọi người, nhân với 3.500. Ai cũng thấy mình trước Dung Nguyên ơi. Đây 699 tệ này. Mọi người nhân với 3.5 là nó sẽ ra hay là 3.500 ạ. Là nó sẽ ra là cái áo dạ này giá gốc ban đầu của nó hơn 2 triệu ạ. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ sale cái này bởi vì nhà em ôm được lô sale, nói chung là ôm nhiều lắm. Nên là bán cả mùa đông này quá. Ôm nhiều dã man luôn. Như con em mặc là size M. Con này hiện tại em mới tìm thấy M và gì đây này. Con này hiện tại đang có size M. Size M. Đây cũng màu luôn đó. M9 thì em xem nào. Để em xem cái em mặc là size M gì nhá. Chờ em một chút. À cái em mặc là XL. Ok chưa ạ? Đây. Con em mặc là size XL nhưng mà cái form XL này á, đây em mặc con M, size M nó mới chuẩn với người. Có M và XL nhá. Áo này hiện tại còn size M và size XL này. Size M là khoảng 56 đến khoảng 55 56 cân. 54 cân cũng vừa ấy, tùy vào chiều cao của mọi người nhá. Đây. 54 cân cho đến khoảng 60 cân cho em này, 60 61 cân nhá. Đây. Cái dạ đỏ như em đang mặc nhá. Dạ đỏ này. Chữ này được chưa ạ? Có size XL, em cao 1m6. Có thấy trần trang nhá. Em cao 1m60. Em cao 1m60, 61 thì đấy, nói chung là nó xem. Em nặng khoảng 57 cân nhá. 57 cân bình thường là em mặc size M chuẩn này. Bình thường là em mặc size M chuẩn ạ. Tuy nhiên là cái dáng dạ của nhà em ý, cái dáng dạ của nhà em nó là dạ suông, dễ mặc lắm mọi người ạ. Dễ mặc vô cùng luôn nhá. Bây giờ em sẽ bán cái mã em mặc có M và XL. Chị nào comment thì lấy này. Cái áo em đang mặc em bán với giá đầu tiên là 399.000. Ok chưa ạ? Quá rẻ chưa ạ? 399.000 nhá. Ai lấy áo em mặc comment là 399 kèm size. Bây giờ chỉ còn một M và một cái XL thôi. Chị nào comment nhanh thì được nhá. 399 và chắc chắn giùm em này. Có thấy út còi. Mọi người ơi, và mọi người ạ. Mọi người nhớ cáp lại màn hình chia sẻ nhé. Bởi vì nếu mà không chia sẻ sẽ không bán với cái giá này đâu ạ. 399k kèm size kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? 399k kèm size kèm số điện thoại nhá. Nhà em cho các chị kiểm chất thoải mái trước khi nhận nhá mọi người. Kiểm chất thoải mái trước khi nhận cho em. Và màu này ở ngoài đẹp hơn trong cam cực kỳ nhiều. Bởi vì cái nền này nhà em nó đang làm tối đi và em chưa thay được nền. Chị Mai Vũ mà lấy thì để lại số cho em này. 399k kèm màu kèm size. À đâu, 399 kèm size, kèm số điện thoại ạ. Cái mẫu nâu ở đây chờ em một chút nhá. 399 kèm size, kèm số điện thoại nhá. Mẫu này cực kỳ dễ mặc luôn nhá, em cam kết luôn. Hàng này còn nguyên tác này. 399 XL 72 cân vừa nhỉ. XL mà. 399, chị Mai Vũ lấy size M để số cho em này. Chị Mai Vũ nhá, để lại số cho em này. Đây, mình sẽ mặc thử con XXL này. Đây là XL nhá. Mình mặc cũng khá là rộng, 72 cân mà cao qua khoảng 72 cân mà cao khoảng 1m6 thì thoải mái nhá. Nhá bạn ơi. Chị Huyền Trang chờ em một chút này. 47 cân chỉ mặc S thôi chị nhá. 47 cân chỉ mặc S thôi. Chị 56 cân cao mét 56 cân cao mét 57 mặc size M cho em chị ơi. Chị không để số nhà em chốt cho người khác nhá. Các chị để chụp lại màn hình inbox cho em này. Tiếp theo em lên một con nâu này còn đúng một chiếc size XL. Con nâu này còn đúng một chiếc size XL cho em nhá. Đúng một chiếc size XL. Thực ra là bạn ơi, dạ mà dành cho bầu ấy thì mọi người không có ý định, nếu mà mọi người muốn mặc để cài hẳn khuy mà bầu ấy thì chỉ có mua dạ dáng váy hoặc là mua size XXL. Chứ còn bình thường mình mặc dạ mà bầu thì mình chỉ cần khoác như này thôi. Không cần thiết là phải kể cả như sau này mình bầu chắc chắn mình chỉ mặc váy và khoác áo dạ thôi. Chứ mình cũng không có đóng khuy được đâu ạ. Bởi vì đóng khuy áo dạ nó sẽ không đẹp. Chị Mai Vu lấy size gì đấy? Size M. 56 cân mét 57. M thôi. Size M em ơi, nhặt cho chị cái. Size M. Ok, cái áo dạ nâu như em mặc này 499.000. Hiện tại chỉ còn size XL. 499.000 chỉ còn size XL nhá. Tùy giá tùy cái nhá. Thương Nguyễn nhá. 499.000. Để em xem cái này là giá tệ là bao tiền. 499k. Cái này 499k đang có size XL. Ai lấy comment là 499k kèm số điện thoại. Bởi vì còn đúng một cái nên không cần kèm size đâu ạ. 499k. Như em là em 57 cân, em mặc như vừa nãy nhá. Form suông dễ mặc. Cái này giá là 499 tệ.
499 tệ nó rơi vào khoảng gần 2 triệu. Mẫu này 57 cân vừa đấy ạ. Thực ra là như em này, em cao 1m6 mà em nặng 57 cân, em mặc cái này cũng không bị rộng lắm. Tức là tùy vào form người, có người vai to, vai nhỏ, người nặng xương, người nặng thịt đấy ạ. Nên là cũng khó lắm ạ. Chị cao 1m6, nặng 60 cân. 1m6, 60 cân mặc L cho em cũng được chị ạ, mặc L. Thực ra là các chị ơi, như em, người em là mặc size M chuẩn, nhưng mà đến hôm nay em mặc XL đấy ạ. Thực ra là XL là nó chỉ hơn nhau ở cái chỗ này thôi này. Là cái phần này nó suông, nó rộng, nó to. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây là những chị mà thích mặc dáng suông, kể cả như em nhá, em vẫn có thể mặc những cái áo như này bình thường. Bởi vì bản thân em rất thích là mặc kiểu suông suông rộng rộng như này cho thoải mái. Thế nên là tùy vào cách mặc của các chị ạ. 499k chị Nguyễn Phương, chị Nguyễn Phương Thảo này. Cái áo em mặc hết size M rồi, 499.000 nhá chị Nguyễn Phương Thảo. Các chị chắc chắn lấy hàng thì chốt đơn giùm em nhá. Xem kỹ size và chắc chắn lấy hàng thì chốt đơn giùm em. Em sẽ lên một con nâu, con này có mỗi một cái mà cũng rút ra em ơi. À em này có một màu nữa. Chị vừa nhìn thấy vừa nãy xong còn một màu nữa. Em sẽ lên tiếp một con nâu tây này. Nâu tây này size L nhá. Em nâu tây này size L giá là 528 tệ, các chị nhân lên nhá, hơn 2 triệu đấy ạ. Em khẳng định luôn các chị cứ nhận hàng kiểm chất thoải mái. Không phải là các chị ạ, những cái dạ này ra ngoài không bao giờ có giá 5-600 nghìn. 5-600 nghìn còn không có nữa ạ. Chị ơi cái áo nâu 499.000 hết rồi ạ. Chị ơi chị qua Ngô Gia Khảm giùm em nhá. Em đang quay ở bên kho chị Thảo ơi. Chị Thảo ơi chị, em comment lại chị Thảo hộ chị với. Nguyên chị Nguyễn Phương Thảo ấy. Đây nhá, cái dạ nâu này có khuy này. Con này là size L. Tất nhiên là bụng em đang bầu, thế nên là nếu em, đây các chị ơi đẹp chưa. Con này độc nhất vô nhị, đúng một chiếc. Đúng một chiếc duy nhất, chưa nhìn thấy cái thứ hai luôn. Các chị này lên đây. Cái này độc nhất vô nhị này. Các chị ơi đây nhá. Đằng sau nó chiếc eo này nhá, em đang bầu nên tất nhiên em mặc sẽ không ok. Đây ạ. Cái này nó sẽ chắc nơ ở bụng này. Xinh dã man luôn. Em dạng nâu như em đang mặc này, đây. Cổ đẹp dã man luôn. Áo này cũng 499.000, còn đúng một chiếc size XL. 499.000 màu hồng cho em một chút. 499k nhá. Ai lấy comment là 499k kèm số điện thoại giùm em. Đầy đủ tăng mã, các chị cứ check giá thoải mái cho em nhá, check mã thoải mái. Thôi thế gửi cho chị nhé. Qua Ngô Gia Khảm ở ngay sau bưu điện mà. Em có lâu rồi chị Hạnh ơi, 4 tháng rồi. Và anh ạ, chị em quan tâm nhau quá, chị em cây khế. Mà lâu không thấy chị Hạnh mua hàng nhà em, chắc không biết. Cái này là size XL. À size L. Giá là 528 tệ, các chị nhân với 3,5 là ra. Ok chưa ạ? Có ai chốt con này không ạ? 499k nhá. Em nói thật luôn, tối hôm trước mà mặc mấy em này thì cái này bầu ý mặc này. Bầu. Nếu các chị bầu thì đừng thắt cái dây này. Bầu mặc thoải mái. Cái này bầu bì bon trên thoải mái nhá. 499.000. Quá đẹp luôn nhá. Cái áo dạ này quá đẹp luôn, nhân giá ra cho em đi ạ. Toàn hơn 2 triệu thôi. Em mặc cái bộ này gọn thôi chứ không phải là em gọn đâu. Không phải là gọn đâu. Mặc cái bộ này gọn. Cái này còn size gì em? Màu rêu đâu? Tìm size chị đây, XL. Đấy, cái này size gì? Em lên một con màu rêu size gì đấy? Còn cả hai cái XL luôn hết rồi. Màu rêu hết rồi. Nhưng mà cái mác khác hả? Chị xem mác hả? Khác em ơi. Mác này mác đỏ. Mác đỏ khác. Mác khác. Ok, cái này size XL này. Size XL này chỉ tầm size L thôi. Ôi, như mình cũng vừa luôn đi chứ. Như em đang bầu bụng to này, mặc cái này vừa này. Đây này. Con da màu rêu nhá. Chị Hạnh ơi, thôi để vào mùa đông rồi mua cũng được chị ạ. Ok, bây giờ em lên một con dạ màu rêu cho em này. Đây nhá. Form quá đẹp luôn. Em này 450.000. Còn hai cái size XL nhưng mà form này khoảng 59 cân đổ lên là mặc được rồi. 59 đến khoảng 63, 65 cân. 58 cân cũng vừa, như em 57 cân mặc ok đây. Cái tác của nó nhỉ, 529 tệ. Rêu 450. Ok chị Thảo ơi, ok chị cứ inbox công ty cho em rồi em sẽ lên đơn ship nhá. Con này là 450.000 nhá. 450.000. Nói chung là tiền nào của đấy mọi người ạ. Cứ yên tâm mà nhận hàng kiểm chất thoải mái cho em nhá.
Cái này cái form này này, như em này, em là người mặc size M, em mặc cũng cũng khá là vừa. Nó hơi rộng ở đây một chút thôi. Đây nhá. Ai lấy cái đoạn này comment giùm em là gì nhỉ? 4450 kèm số điện thoại. Hôm nay bán hàng chán quá cơ, các chị cứ hỏi đâu đâu ấy. Các chị cứ hỏi đâu đâu ấy, em thề luôn hôm trước buổi tối bán. Các chị chốt tranh nhau không có hàng để bán luôn. 499 này mà hôm nay lên toàn con đẹp. Em cao 1m60 nhá. Em cao 1m60. Có ai lấy dạo này không ạ? Ô, nhưng mà cứ tối, đang em chỉnh camera cho chị nào. Chỉnh cho nó sáng lên một tí. Chỉnh ấn vào cam cho nó sáng lên một tí. Nó cứ bị tối đấy, được ok. Nó không lên được cái màu áo, hiểu không? Nhìn màu nó cứ tối. Hàng mới chị ơi, hàng mới á, khổ quá cơ. Người em là mặc size M đây nhá. Các chị nhìn người em nhá, mặc size M. Không phải là cứ size to là nó sẽ bị to đâu ạ. Nó tùy form, nó có form suông, form váy, rồi là form bo, form bó. Nói chung là form body bó mọi người ấy. Đây nhá, con dạ xanh này quá đẹp mà không ai chốt. Em nói thật với các chị luôn, em đố các chị đi mua ở đâu được cái dạ này với giá 450.000 ấy. Thề luôn, không muốn lên đồ ấy luôn ấy. Xem có size bé không anh? Giúp cho chị mấy con size bé này. Cái đống dạ lông của chị đâu nhỉ? Lên tiếp một con màu đỏ này. Size M này. Màu đỏ size M. Chị Lục Thảo lấy rêu 450. Em chốt rồi chị Hoa Ban trắng ơi, cái đấy em hết mất rồi chị nhá. Nói chung là các chị ạ, đừng có tiếc tiền đi mua, em thề. Riêng áo dạ nhá, 4-500 hoặc là ít nhất là trên 300 thì hạng mua. Còn những cái dạ mà các bạn ấy cứ bán đồng giá các chị hơn 100.000 ấy, em nói thật. Em không biết các chị thế nào nhưng mà riêng cái dạ kiểu đấy thì em mặc lên nó không ok một tí nào luôn ấy, tức là cái chất dạ của nó ấy. Mặc được hai ba hôm thì không mặc nổi luôn. Riêng dạ len liếc thì mua rẻ rẻ dễ mặc, chứ còn dạ này thì đừng ham mà mua rẻ quá các chị ạ. Em ơi, cái chị mặc cũng ít lở à? Xem dạ chị ơi. Không, chị không ngồi đâu. Xem một chị với. Mình ở Hà Đông nhá. Nóng thế, ướt được cả tóc. Dạ dày quá, mặc bật điều hòa không lại luôn, 20 độ. Size M à? Áo cái áo em mặc có size M này. Cái áo em đang mặc nhá là có size M và size XL. Có size M và size XL. Ui cái này là tận 800 bao nhiêu này? 899 tệ. Rêu 450L nữa em nhé. Chị ơi, rêu 450 cái kia size gì? Chỉ có XL thôi ạ. À. Không, cái đấy em hết size L rồi. Nhưng mà size XL chị mặc vừa ấy, nếu mà chị tầm người em chị mặc được thoải mái luôn. Cái này là 899 tệ nhân 3.500. Cái này 3 triệu nhá. Cái dạ này giá ban đầu là 3 triệu đấy ạ. Ai lấy cái dạ này comment giúp em là 499 luôn này. 499 kèm size. Ô cái lông của mấy cái lông này size bé đấy. 499 kèm size, bỏ này ra được không? 499 kèm size, bỏ chị ra đấy. Cả đứng nó thích lấy chân. 499 kèm size nhá, có M và XL. Có M và XL, đây là dạ dáng váy này, màu đỏ đun này. 499 kèm size của em đây, đằng ở bên trong nó có cả cái dây rút nhá. Mọi người có thể rút cho bụng nó bé lại. 499 kèm size nhá. Thế lấy chị cái rêu 450 hết luôn. Cái đấy còn có 2 cái. Ok chị Thảo. Đấy. Có ai lấy cái này không ạ? Cái này size M đấy, cái nó mặc là size M nhá. Nó là form váy, nói chung là xinh lắm, 499.000. 57 cân mặc size như em đang mặc, size M. Có dạ ngắn nhá. 57 cân mặc cái như em đang mặc nhá. Đây các chị nhá, đều là hàng nguyên tam nguyên mác luôn nhá, chứ không phải hàng vớ hàng vẩn đâu. Em sẽ lên một ít dạ lông này. Là cái dạ lông của chị tự rút được. Bây giờ chỉ cần lọc có chị cái nào giống nhau. Mà thôi hôm nay không bán mấy, mình lọc mất công. Nhìn là biết hôm nào phải bán buổi tối. Lên một cái áo dạ lông nhá, dạ ngắn này. Dạ cổ lông. Form váy các chị nhá. Đây ạ. Con này nó ghi mác là size L nhá, em nghĩ chỉ size M ở mặt này.
Ờ size L cũng vừa. Cái này M, M, L đều mặc ở này. Cái này M, L đều mặc được nhá mọi người nhá. Cái dạ lông em đang mặc là 420.000. 420.000 nhá. Đây ạ. Chị nào lấy comment là 42, 420 hoặc đúng một chiếc duy nhất 420. Màu nâu tây để em tìm nhá. Em 56 cân. 56 cân 1m6. Yến nghỉ lâu rồi chị ơi. Yến nghỉ lâu rồi. Không cần đâu em ơi. Thì quay lại like mới. 420 với cả quay buổi tối đông mấy chị khách nhà mình không? 420 nhá. 420 này xinh dã man luôn. Con này dáng váy mặc cực kỳ sang luôn nhá, cực kỳ sang luôn này. Với cả cái nền này mặc nó bị cứ đi tối tối đen đen đi. Ờ thay sang màu khác cho sáng không quay nó cứ bị tối tối. Tiếp một con. Ui. Con này có mấy quả lông thật không nhỉ? Có lông thật đấy, cái này nó có cả hàng lông thật. Đây xem nào. Giá tắt 2.498 thế. 7-8 chiếc rồi. Sợ nhỉ. Sale dã man luôn. 2.498 tệ mọi người tự nhân nhá. Mọi người bảo là điêu. Mát mủng vẫn còn nguyên đây, vẫn còn tốt mủng đây. Cái này màu xanh. Mọi người thích màu gì thì comment nhá. Thích màu gì thì comment cho em này. Lông này, con này thì nhìn sang chuẩn. Nhưng hợp với cái tuổi tầm 30 nhỉ. Nhỉ. Con này là màu xanh than này. Nó cũng ghi size L nhưng em nghĩ size M mặc được rồi này. Cái vạt của nó như này nhá. Áo này chị nào lấy em để 450.000. Chị nào lấy comment là 450. 450 nhá. 450.000. Chị đang chán thì bán thế. 450.000 nhá. Ai lấy comment là 450 giùm em. Có dạ màu kem. Đây là màu xanh kiểu xanh than than nhỉ. Ok. Ai lấy comment giùm em là 450 nhá. 450 các chị ơi phải đủ màu chứ. Nếu mà chỉ mỗi màu nâu không xem mãi cũng chán à. 450 kèm số điện thoại nhá. Mẫu này còn đúng một chiếc duy nhất luôn. Cả dạ lâu mình cũng không tìm được ấy. Bởi vì nhìn nó cứ xem. Mọi người có mua nó không? Hỏi em hỏi thật đấy. Có mua nó không? Thử mãi chả ai lấy cái gì chán quá. Em không phải là bán dạ size to mà là nó lẫn đấy các chị. Đây này ví dụ là đây này, quay cho mọi người xem luôn nhá. Đây. Mọi người nhìn thấy không? Nhiều lắm. Chỗ này chỉ là 1/100 gì đấy thôi. Đại loại là nó cứ buộc theo từng cọc và nó có size lẫn, em không thể ngồi lọc được. Bởi vì nhiều khi nhà em bận chốt đơn không có thời gian ấy. Chị Nguyễn Hoan lấy 450 để số cho em này. Áo nỉ đi chị, bà thu tê tê chân và phá game vừa rồi. 450 này của chị gì nhỉ? Nguyễn Hoan à? Nguyễn Hoan ơi chị để số cho em ơi để em phát lại cái livestream mới cho cái livestream này nó bị vía hay sao ấy. Chưa bao giờ bán chán như thế này. Em sẽ quay lại livestream mới, quay lại một cái clip cái clip mới nhá. Chưa cái clip nào bán chán như cái clip này luôn. Bán size nhỏ chút đi hàng 3 phút toàn size 50 cân. Chị ơi, thực ra là thế này nhá. Cái dạ này em nói thật là nó chủ yếu là cái form xuông xuông. Nó là cái form của xuông xuông cho những bạn những người mà hơi đậm đậm một chút ạ. Còn những bạn gầy mà thích mặc form Hàn Quốc thì ok. Nhưng mà mọi người phải thông cảm là em không thể ngồi lọc được cho mọi người. Nó có size S chắc chắn là có. Nhưng mà vấn đề là bây giờ em không thể ngồi lọc được luôn ấy. Không thể lọc được luôn như buổi tối hôm trước bán thì các chị mua XL cực kỳ nhiều, toàn XL với các thứ mua nhiều lắm, chắc là tùy hôm. Công nhận chắc là tùy hôm nay toàn là các chị size S thật. Từ đây giờ toàn hỏi size S không à? À có một con dạ hồng size S đấy. Đây này. Đúng không? Đã. Ô mắc đi ra L. Em muốn người size S mà. Ừ. Con này bé mà. Size S form suông. Dạ dài màu đen size L có nhá chị ơi, đủ màu luôn nhá. Riêng form suông dài nhà em cực kỳ nhiều. Dạ dê hồi nãy hết mất rồi ạ. Bây giờ em phát lại livestream mời các chị vào xem nhá. Bởi vì cái livestream này em thấy cứ phải vía nào ấy. Mọi người nhá. Ủa thân mẹ bầu. Không phải đâu, bởi vì là nếu mà bán nhanh ấy thì nó có, tức là nó có hứng để mở hơn nhiều lắm luôn. Thề các chị luôn. Bơi trong dạ luôn. Nên là bây giờ em phát lại livestream mới các chị vào xem lại giùm em nhá. Em sẽ cố gắng để cho các bạn tìm size S lên. Nhưng mà thứ ăn nhiều lắm, khó tìm.
nhá mọi người nhá. Em phát lại mọi người vào xem giùm em.